hỏa, đổ mồ hôi, mất ngủ là triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tuổi trung niên. Với nguồn gốc thảo dược Simisifuga, Remifemin giúp loại bỏ các triệu chứng bốc hỏa, đổ mồ hôi, mất ngủ, lo âu. Hiệu quả được chứng minh trên 11.000 phụ nữ. Remifemin, giải pháp cho phụ nữ tuổi trung niên. Sản phẩm của Cộng hòa Liên bang Đức.